À, xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái sản phẩm đó là súng bắn keo. Đây là cái sản phẩm mà rất thịnh hành đối với cả những cái người làm đồ handmade, và chúng ta sẽ cùng nhau mở cái súng bắn keo này xem nó có cái điều gì. Cũng xin giới thiệu, đây là cái sản phẩm súng bắn keo giá rẻ. Vỏ nó như thế này, tôi nhìn thấy sản phẩm của chúng ta như này. Sản phẩm này có kích thước là 13,5 nhân với cả 11 cm. Súng được cấu tạo bởi nhựa và các vi mạch. Ở phía đầu nó làm bằng kim loại đấy. Súng có sử dụng được điện 220V nhé. Ngoài ra cái công suất của nó là 20W. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy một công tắc để bật và tắt điện đấy. Ngoài ra một cái đèn báo và dây. Dây này thì khả năng nó dài khoảng tầm gần 1 mét, khoảng gần 1 mét hoặc là 1 mét đấy. Phích cắm tương đối, cái ổ cắm nhìn tương đối ok đúng không? Cũng phải nói luôn cái sản phẩm này là so với cả tay của chị em thì cũng khá là ok rồi, nhưng mà đối với tay của anh em mà sử dụng cái súng này thì cảm thấy nó hơi nhỏ một chút. Chúng ta cùng thử luôn cái súng này xem nó hoạt động như thế nào, và cái công suất để chúng ta có thể kiểm nghiệm xem có xứng đáng để quá bỏ tiền ra mua hay không. Chúng ta sẽ cắm điện vào nó nhé. Trước tiên cắm điện này, súng sử dụng cái loại keo nến mini đấy, chúng ta chỉ cần cầm cái keo nến đút vào trong, chúng ta cứ đút cho đến khi kịch cái cảm thấy cứng là ok rồi, chúng ta cắm điện thử xem. Tôi vừa cắm điện rồi, chúng ta bật lên. Chúng ta nhìn thấy cái đèn nó bắt đầu hoạt động rồi. Các bạn đợi cái này khoảng độ 10 giây nhé, thì nó để cho đủ làm nóng chảy cái keo nến này. Chúng ta chú ý là khi cắm là phải cắm tịch cái keo vào thì khi đó nó tiếp xúc được. Ngoài ra thì đây, cái cò bóp của nó sẽ làm cho cái nến này, cái keo nến này tiến sát vào. Chúng ta sẽ thử một chút với cái sản phẩm này. Có một sản phẩm nhỏ nhỏ nữa, đó chính là tí nữa sau khi rút cắm điện ra thì hãy sử dụng nó xem nó như thế nào. Rồi, ok, chúng ta thử xem như nào. Các bạn, khi lần đầu súng chưa có chưa đây là súng mới cứng, chưa có keo gì cả, chúng ta phải bóp thử vài lần. Đấy, khi các bạn nhìn khi tôi bóp thì cái cò này nó sẽ đẩy cho keo đi tiến vào sâu hơn. Nó cứ bóp thử vài lần. Các bạn nhìn thấy keo nó ra đấy. Các bạn chú ý là ngoài súng ra thì các bạn phải chú ý cái keo này. Khi các bạn mua cái sản phẩm keo nến, các bạn này thì có một loại keo mà nó hơi vàng vàng ấy. Thì keo này khi các bạn dùng đó là cái keo mà nó còn nhiều tạp chất. Khi sử dụng thì thứ nhất là khi đốt 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 đốt, đốt cháy ấy, thì nó sẽ gây ra một cái mùi mà không tốt cho sức khỏe. Với những cái keo mà nó trắng muốt ra như này thì cái nó sẽ giảm thiểu rất nhiều cái sự độc hại khi mà chúng ta sử dụng nó thường xuyên. Rồi, giới thiệu cái sản phẩm đến đây của tôi là kết thúc, và cái sản phẩm này các bạn có thể mua với cái giá là 55.000 trên một khẩu súng như này. Các bạn có thể xem cái đường link ở phía dưới này để có thể biết được giá cụ thể của nó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.